Các đối tượng gồm Nguyễn Nam Trường, Nguyễn Văn Sự và Phạm Khắc Anh Tuấn. Tại cơ quan công an, Trường và Sự khai nhận vì không có tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định đi trộm cắp. Các đối tượng đã thực hiện hành vi này tại nhiều địa bàn có tính chất liên tỉnh. Bọn em mua một cái kéo dài 1 mét, kìm cộng lực cắt khóa cửa khóa biệt kiện. Trước đó thì bọn em đi qua và thấy cửa kéo, và tối bọn em đi qua một lần đã thấy khóa, và bọn em đã thực hiện hành vi cắt những cái quán như thế. Bọn em phân các nhiệm vụ là chia nhau ra, một thằng vào cắt khóa và một thằng vào ngoài xe canh gác. Khi lấy xong thì bọn em về chia nhau vì hàng loạt hàng điện thoại dễ tiêu thụ, và với mức giá đổ của mỗi chiếc điện thoại là gần 2-3 triệu đồng. Để có thể tiêu thụ được số tang vật đã trộm được, Trường và Sự đã tìm đến các cửa hàng bán lẻ để chào mời. Trong đó, Tuấn có cửa hàng điện thoại tại thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, là một trong những đầu mối tiêu thụ số lượng lớn tài sản do Trường và Sự trộm cắp được. Để che giấu hành vi của mình, Tuấn còn xóa các hình ảnh giao dịch với Trường và Sự trong camera tại cửa hàng của mình. Hàng trăm chiếc điện thoại có giá trị lên tới hơn 340 triệu đồng là tang vật của vụ án, đã được lực lượng công an thu hồi. Điều đáng nói trong vụ án này, qua xác minh nhân thân của các đối tượng, công an đã làm rõ Trường là đối tượng đang mang hai lệnh truy nã, còn Sự là đối tượng từng bị đưa vào trường giáo dưỡng. Nhưng ngựa quen đường cũ, các đối tượng không những không ra đầu thú mà còn ma mãnh, thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.